Thank you.
thời chứ chị chắc là cái này là đúng. Nhưng mà câu chuyện là tôi đang mong thấy điện tử giống như cái thằng xe nó phải nghĩ lúc đầu là bây giờ tao phải đầu tư cho nó. Nhìn nhận có gì thì cứ gọi nghiên cứu đi.
idle balance. C5. I've worked with